Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm vẫn đang có mặt tại nhà bố mẹ vợ mình ở Long An nhé các bạn. Và ngày hôm nay thì sẽ là buổi sáng cuối cùng anh em mình ở quê trước khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc cũng như là chuẩn bị những công đoạn quan trọng cho đám cưới sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Và sáng ngày hôm nay thì mình có một cái việc cũng khá là đặc biệt, đó là thu hoạch chiến lợi phẩm ở cái khu đất lên vườn trồng cây của anh hai. Mà mấy ngày hôm trước mình có chia sẻ là rất là nhiều dưa gang các bạn. Mình sẽ ra thu hoạch hái lên Sài Gòn để tặng người thân và bạn bè các bạn ơi. Thì không biết là sáng nay bạn Diễm cảm thấy như nào bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Thực sự là sáng nay mình cảm thấy rất là thoải mái luôn. Nhưng mà cũng đang muốn đi ra mình hái rau này, rồi hái dưa gang lên. Thứ nhất là mang biếu mẹ chồng này, rồi biếu các cô chú nữa. Nhưng mà cũng nôn ra anh Dũng biết sao, không biết con cá ngày hôm qua thì hôm nay nó có chìm hay nó nổi hay như thế nào nữa các bạn ạ. Thực sự là từ ngày hôm qua đến giờ là cả nhà cũng không được vui cho lắm. Khi mà cái đàn cá mình dự tính thả những con cá khổng lồ á, thì 21 con thì chỉ có một con duy nhất sống thôi. Anh Tĩnh là người thả cá cho mình thì cũng vừa mới lên đường bay về Hà Nội và về Lào Cai vào lúc 4 giờ sáng nay rồi. Nên là clip này mình cũng không có thể gặp lại anh Tĩnh được. Nhưng mà phải nói là rất là cảm ơn anh Tĩnh và Diễm à. Cực kỳ nhiệt tình luôn. Ship một cái đàn cá từ hơn 2.000 km vào miền Tây này. Nhưng mà không suôn sẻ. Tuy nhiên là anh Tĩnh cũng rất là vui vẻ khi mà tới với gia đình nhà Phan Diễm. Thì đó cũng là cái duyên để lần sau anh em mình tiếp tục nhập thêm những con cá chép, con cá chấm khổng lồ như vậy về để tặng bố vợ các bạn. Thì nói chung là đôi khi tất nhiên người ta bán hàng cái gì cho mình đó các bạn, thì nó sẽ bao gồm tất cả chi phí trong đó rồi. Chi phí đi lại này, chi phí nuôi này, chi phí vận chuyển các thứ. Nhưng mà có một cái là với cái địa điểm mà địa lý xa thế này thì mình nghĩ tiền nó là một phần, nhưng mà quan trọng là cái tình cảm đó. Chứ bằng thêm cái nữa không biết là mình chỉ lo hôm nay anh về anh gặp vợ, không biết là vợ có la không nữa. Thực sự là buồn thì có buồn, nhưng mà anh em mình là lần đầu tiên gặp nhau ở miền Tây nên là tối qua cũng rất là vui các bạn ạ. Sau khi kết thúc clip thì mọi người cũng nhậu, rồi thậm chí là nửa đêm rồi còn đi hái dừa để mời anh Tĩnh uống nữa. Đúng cũng rồi. Rất là đáng nhớ đối với anh Tĩnh trong chuyến đi này. Thì hy vọng là lần sau nó sẽ thuận lợi hơn. Còn bây giờ anh em mình sẽ đi ra vườn đi để cùng với tất cả bạn thu hoạch chiến lợi phẩm, trong đó đặc biệt nhất là dưa gang. Lẽ ra lần này là mình còn tính hái mít nữa các bạn ạ. Nhưng mà mít thì mình để dành cho những người bạn của mình sắp tới về đây, là biết đâu có mít chín cây thì rất là tuyệt vời luôn. Diễm thì thấy nó kiểu là già rồi, nhưng mà mình thì nói anh Dũng là hay là bây giờ mình hái lên Sài Gòn đi. Anh Dũng thì cứ bảo là để đây đi để mọi người về ăn đám cưới. Chị sợ tới đám cưới là nó chín rụng luôn rồi. Nhưng mà mẹ ra ngoài vườn rồi đó anh Dũng ạ. Hôm nay thì ở trong nhà mới lắp xong nội thất cho 3 phòng ngủ này, và đặc biệt là bộ bàn ghế khổng lồ cũng đang được sơn phết mới lại cho nó mới mẻ, y như là trang hoàng chuẩn bị cho đám cưới đó các bạn ạ. Trời ơi, nhưng mà thật sự là làm những cái gì liên quan tới đồ gỗ các bạn là bụi nó bay mù mịt luôn, nên là bây giờ nhà là phải dọn dẹp lại từ đầu. Đây, mình đi ra thăm xem. Không biết là hôm nay là có duyên gặp bạn cá da chấm khổng lồ hay không? Mẹ đang nhổ cỏ hả? Mẹ đang nhổ cỏ gốc mai. Cho cá ăn hả mẹ? Cho cá ăn hả? Mấy ngày hôm nay là miền Tây bắt đầu nắng ráo trở lại các bạn, không còn mưa lớn như là hai hôm đầu mình về nữa. Mình cảm giác là thời tiết mưa thích hơn. Kiểu nó mát mẻ. Đây này, cái đường đi này là khô cứng rồi này. Chứ mưa là đi sình lầy trơn trượt. Trời, cho tìm thử cá chấm ở đâu rồi. Ủa, bông súng nở luôn kìa. Cha bảo là sáng ngày ra kiểm tra có chết đâu mà thấy. Chết thì nó sẽ nổi lên các bạn ạ. Nhưng mà sáng nay mà không thấy bạn cá nổi lên là chứng tỏ là bạn cá đã sống sót rồi. Sau một chuyến đi kinh hoàng các bạn ơi. 21 con chỉ còn một con. Trời ơi, bông súng nở kìa anh Dũng kìa. Đẹp chưa? Đẹp quá. Ở dưới kia cũng đang nở nữa.
Cha gọi gọi cha, cha gọi gọi cho hai cha nó ăn cho nó quen. Lấy cái chạch đi, mới thả ra đi. Trời anh hai sáng ngày mua nghe bảo là 200 ngàn tiền cá chạch này. À. Thả thêm cá chạch xuống đây hả cha? Cá chạch con. Từ từ cho để con coi thử. Ôi, cá trê nữa nè. Hồi sáng là anh hai cho ăn rồi đó cha. Cho ăn rồi chứ. Nhà này giờ ai cũng thích cho cá ăn hết các bạn, nên là sáng ngày là ai cũng tranh thủ hết. Còn cái này là cá chạch con này, dùng này. Đây. Ui. Cá chạch này mà nấu canh chua này kia là ngon lắm. Bây giờ mình đi chợ, mình cứ thấy cá đồng nào hay là cái gì hay hay á, mình mua về mình thả bạn đấy mà. Ừ. Trời, cái con này nó mỏ nó nhọn vậy rồi nó có đi ra không cha? Ủa, em đây đi đâu vậy? À, bạn Diễm là sợ nó xuyên qua cái bờ đất này. Ờ. Không được, nó chỉ bùn thôi. Nó không như bụng á. Anh còn thả xuống. Đi đi, xuống gặp bạn cá trắm đi. Xuống gặp thủy quái. Nhưng mà lúc đầu khi mà mình nói thả cá khổng lồ đây là cha là cứ sợ nó về nó ăn hết cá con, là bây giờ hoàn toàn không sợ rồi. Ngày hôm qua anh Tính có chia sẻ nó chỉ ăn ốc thôi. Không, mình nghĩ là sáng nay chắc anh hai ra cho ăn sớm rồi để kiểm tra xem cá con của anh hai còn không. Nhưng mà vài bữa giống mình bỏ cỏ với muối nhiều vậy cho. Cái thằng người đó nó gọi rồi đó. Nó đang nhỏ nên là mình cho nó ăn bột để nó lớn đúng không cha? Chứ còn khi mà nó đã to khỏe rồi mình sẽ không thả bột nữa nha các bạn. Để cho nó ăn các cái rau trái trong vườn thôi. Ốc, cha nói là ở quanh đây là cũng nhiều ốc mà. Ốc lắm. Nhưng mà hôm nay sáng sớm mà nắng gắt quá. Đây, chị em mình ý là quên mẹ con mình đi thu hoạch. Chị em mình đi thu hoạch rau củ quả các bạn ơi. Ờ, bằng bí quà này không có hái giờ quá trời luôn nè. Hôm nay là con muốn nhờ mẹ là lựa cái trái dưa gang nào mà nó thật là già ấy. Chưa già mình chưa hái. Để cho nó ngọt. Nếu mà dưa gang màu vàng á chưa chắc nó già nha. Và mình hái mình để á, có khi cả chục ngày nó chưa chín nữa. Mình hái dưa gang mình hái luôn cả đầu bắp nữa này. Đầu bắp giờ nhiều lắm. Ở trong nhà là đang có một món ăn đặc biệt chờ anh em mình. Hôm nay là buổi sáng đây là cả gia đình cũng chưa ai ăn gì cả. Nhưng mà có một món rất là thú vị đang chờ đón ở trong nhà. Anh hai đi chợ từ 4 giờ sáng đến nhỉ? Hôm nay là anh hai đi chợ sáng sớm để mua nguyên liệu. Này mới chắc già rồi quá. Mẹ trồng hàng rau bắp mẹ hái này cỡ 15 kg rồi đó. 15 kg hả mẹ? 15 kg. Bây giờ bán bao nhiêu tiền ký mẹ? 11 ngàn ký. 11 ngàn một ký. Thế cũng rẻ quá ha. Về mẹ không có hái nè, nó già nè. Đậu bắp mà nó cũng nhanh già lắm nha các bạn. Mỗi ngày mỗi cắt. Nó đi dài vô đây. Nhiều lắm, cắt giết ghiền luôn rồi. Cắt được ghiền. Trời ơi, chỗ này đậu gan, dưa gan quá trời luôn nè. Dưa gan dữ lắm luôn nè. Đâu, cái trái dưa gan à. Cái dưa gan già là qua hai trái bự, con hái. Đó, thấy không? Cái trái vàng đó là mẹ vẫn xác định là chưa già đấy. Đúng rồi. Kiểu nó vàng nhưng mà nó phải kiểu căng ra các bạn. Đây. Nè nè, con cắt hả mẹ? Để con coi thử nè, con coi đi, cái trái này con cắt là chín rồi nè, mềm rồi nè, mềm luôn rồi nè giống. Ui, mềm luôn hả mẹ? Ăn được luôn rồi nè, giờ nè. À, hôm qua có bạn comment nói là khi mà thấy Phan Diễm là ấn trái dưa gang là bạn cũng hồi, chị cũng hồi hộp theo tại vì chị chỉ chờ cái khoảnh khắc là kiểu nó mềm bở mềm tơi ra. Nè con cắt đây nè, nứt ra. Ủa nè anh Dũng này, sắp sửa chín rồi nè, chín mềm rồi. Cái này lên mình đặt bàn thờ ông bà với lại bố được nè anh Dũng này. Hơi mềm thôi. Hơi mềm lên. Tức là vừa đạt cái độ già hoàn hảo rồi đấy. Cái này gọi là đường tối đa trong trái. Ôi. Trái này là chưa được hả mày? Đà, trái này nữa nè con ơi. Đây đây, trái này được một trái rồi nè. Chiến lợi phẩm đầu tiên trái dưa gang to nhất mà Diễm. Mày đợi con đã nha. Được cắt. Rồi nè, đợi con nè, con coi trái dưa gang nè. Chưa. Nặng quá, Phan Diễm cầm một trái là đây, đi đây, không nổi. Mẹ bưng cho con hái đi. Trái này chín chưa mẹ?
cái thái này mới ngon nè. Để mẹ cầm trái này đi. Này. Rồi con cắt cái tiếp cái này đi. Chà, cái trái này nè. Mẹ cũng nhường lại cái thành quả. Trái này là trái to nhất đấy. Đây. Mẹ chưa? Đây mẹ cắt đi. Công sức mẹ chồng này con với bê phụ cho. Ôi đây. Ngon chưa? Là trái nào to? Wow. Trái này theo mẹ đoán là mấy ký mẹ? Cái trái này cỡ 4 ký nè. Trái này 3 ký. Trời ơi. Mà trái này già chứ mẹ? Già rồi, trái đó già rồi. Nói chung là già hết rồi. Hồi xuống mấy dưới là còn chưa đang tròn nữa. Đây này, anh Dũng coi nè. Hai loại lận, loại tròn với loại dài. Đã chưa? Đây gọi là trái cây sạch nha các bạn ạ. Không có thuốc luôn. Luôn nha. Không có thuốc luôn, cái này trồng tự nhiên luôn. Rồi mẹ trồng cải này nè. À, chắc cắt cái cải này luôn nè mẹ ơi. Lên cho mẹ chồng con luôn. Đây mẹ cho trái dưa gang vô đây. À, cho vô đi. Bê hai trái dưa gang là muốn... Không xỉu rồi. Không nổi rồi. Đằng kia còn mấy trái nữa cơ. Nhổ cải luôn nha. Cái này mình cắt hay là mình nhổ mẹ? Nhổ luôn, cải này nhổ chứ đâu có cắt. Nhổ vậy nè, y như mình chợ này nhổ bán vậy đó. Rồi cái... Cải này có phải cải ngọt không mày? Cải ngọt. Nhổ luôn cái bắt đầu mẹ trồng lại. Có một số khán giả kênh Phạm Dũng mới xem á, thì thắc mắc là cái ụ đất này là cái gì. Thì ra là mình đã quay nói nhiều về nó trong những clip trước đây rồi. Thì đây là những ụ đất để trồng cây. Khi mà trồng cây ở những cái vùng đất mà nó có thể ngập nước như này, mọi người thường hay làm những ụ đất và trồng cái cây lên cái ụ đó để tránh ngập úng, và sau này chăm sóc nó cũng tiện nữa. Nó lại đặc thù của sầu riêng á các bạn, là phải trồng trên cao hay sao ấy. Ôi bây giờ vô đây là nấu được một nồi canh ngon rồi mẹ ha. Bây giờ con nấu canh bầu cũng có nè, canh mướp cũng có, canh cải cũng có luôn. Dưa gang cũng có ăn luôn. Rồi nhưng mà đỏ luôn. À, một vài tháng bọn con mới về một lần ấy, thì trong cái thời gian đó mẹ bán hay là cho hàng xóm hay là mẹ, như nào? Mẹ bán không à, mẹ bán mà lấy tiền hột lại chứ. À, chưa. Bán này lấy tiền giống. Còn bông bí nhà mẹ bẻ bông bí này nè. Nhưng mà ở đây bông dân cư thưa thớt là... thế thì mẹ bán cho ai? Mẹ đem vô tiệm mẹ bán nè. Đem vô tiệm á? Ở trong ủy ban đấy anh Dũng. Bông bí vậy là 20 ngàn một ký. À. Nè còn cái nha nè. Tính ra cũng hợp lý đó các bạn ạ. Đây mẹ ơi. Thế nên là nhiều khi ở quê á, mình đi ra ngoài đường làng, đường xóm ở khu dân cư á, mình gặp các cô, các bà bán rau thì cái khả năng mình mua được rau sạch rất là cao. Tại vì đa phần là ở trong vườn nhà có thì đem ra bán để kiếm thêm. Ví dụ như mẹ vợ mình nói là bán để lấy lại tiền hạt giống. Mà để thì cũng không ai ăn hết cả. Trái bí này cắt được rồi nè anh Dũng nè. Cắt được luôn rồi đó. Cái này già này, trái này lên nấu canh. Cắt đi, lên cắt. Nấu canh. Cắt đi cho lên cho chị Phương. Hầm với giò heo á mẹ. Wow. Nhà con là cũng hay ăn canh bí lắm. Nhà này dưa gan dưa gan tròn. Đây dưa gan tròn quên. Đây, cái này chắc chưa. Úi, hai trái này chín chứ mẹ. Chín rồi, vàng rồi. Nhưng mà con thấy này chắc còn để thêm được ấy. Cái này thì để thêm mà con. Con coi cắt trái đem lên đi trên đỉnh chín đi. Trái dài bên đây nè mẹ. Qua đây coi. Bên đây nè mẹ. Còn nhiều lắm. Ở đây Dũng ơi. Rất Dũng ơi, đây nè. Ở chín nè con. Đây nè. Nhìn nó cứ vàng óng rồi nhưng mà thực sự là chưa già. Đây nè, con cắt cái này được nè. Chỗ này là giống như là một cái ổ trứng vịt đấy. Nè. Đây mẹ vạch cái cỏ cho con. Nè. Đây. Cứ tròn tròn như là ổ trứng vịt chạy đồng ha. Đây nè, ui. Mà sao bên này nhiều tròn quá. Trái này như chưa già này. Con cắt cái này. Trái này gần chín rồi, gần chín này cắt đi. Nó phải vàng sậm đúng không mẹ? Còn đang vàng tươi là chưa chín. Ừ, cái đó chín rồi đó con. Ôi đẹp chưa? Này. Cái hồi nãy là có trái dài này, bây giờ có cả trái tròn nha các bạn. Đây mẹ. Mà gì nó đẹp ha. Cái. Đi mình đi thêm đi còn mà, còn nhiều. Cái này nhà có tủ lạnh lớn á. Nên cứ để ăn dần thôi. Này chưa chín nhưng mà con thấy bên này có mấy cái dài bên này nè mẹ nè. Ông sợ cái cắt còn không. Ôi con gì nó ăn luôn này. Bên này nè em bỏ cái đi được. Nhiều lắm. Thấy mà. Này con thấy con. Hay là Tết năm nay mình trồng một ít dưa hấu để ăn Tết đi mẹ. Dưa hấu thì mẹ trồng được mà thấy nó khó. Trái nó không to đúng không mẹ? Không có trái to. Dưa hấu mà muốn trái to là phải có phân thuốc. Trời giống. Quá trời luôn kìa đây nè. Trái này chắc là chưa quá, nó chưa có nở cao. Trái đó còn hơi xanh. Đây nè.
Như những trái này là còn rất là non này. Ê, bên đây đất nè. Ơ, đừng cắt hết, đây nhiều rất luôn nè. Ồ. Ừ. Chị đi đặt về cho nó không nuôi trái được. Đây nè. Này nhiều trái là tới đám cưới là vẫn còn kịp đấy. Đó. Nè, đây hai ba trái nè. Trái nào được mày? Mày con cắt mấy trái bự đi. Trái bự đó con cắt được đó. Ô, trái này nè anh Dũng này, mềm rồi nè, hơi mềm mềm mà. Cái này mà mới gặp lần đầu là rất dễ là cắt một loạt hết luôn, tại vì mày đã thích. Nhưng mà phải quan sát kỹ mình mới hái được. Đã chưa? Ngon ha. Trái này già chứ mày? Một cặp. Cái này mềm đúng rồi này. Mềm rồi này, ấn vô hơi mềm rồi này. Đó. À, hai trái. Đây này, nó hư luôn rồi nè mẹ ơi. Hư vậy cắt luôn vậy chín rồi đó. Các bạn thấy không? Có những trái mà nếu mà nó hư thì mình sẽ chặt xuống, mình cho cá ăn. Đó, minh chứng cho dưa sạch không phân thuốc này. Nhìn đã ha. Đây, mình cứ đặt đây hồi mình gom. Cây sầu riêng này. Mà hôm nay mới sáng sớm mà phải nói là cái nắng của miền Tây mình cảm giác là hơi giống mùa hè đấy. Cái đó còn non, cái đít còn xinh. À mình sẽ coi cái đít nữa hả mẹ. Cái này mà đi không khéo rồi dễ đạp dây. Ừ, đạp dây cái nó chết. À, anh Dũng ơi. Khổ qua, ui. Trái to này. Khổ qua nè. Với mướt nữa. Kìa đó, trái này kìa giống. Đây. Đây. Sao đang anh Dũng nè. Thả đại dưới đất vậy nè, cho nó bò ra nè. Đây trái này nè. Để con cắt mấy cái mướt này luôn. Cái trái mướt mà tầm độ này là xào rất ngon nha các bạn. Để lâu rồi nó sẽ bị sơ đấy. Bây giờ không kịp làm giàn nên là cho nó leo trên đất luôn các bạn. Giờ bỏ ra lan cho nó bò lan vậy luôn cho nó chứ đâu có làm giàn nhiều nổi. Này. Cái này chín chưa mẹ? Cái trái đó thì già rồi đó, thì để vài bữa nó chín. Đây như này. Có nhiều trái đẹp. Ủa, nhưng mà nó lại là chưa già. Thấy chưa? Thấy chưa mẹ từng mướp chưa? Để dưới đất vậy đó, già lắm. Bữa giờ là có cho bác hai trái dưa gang nào chưa mày? Chưa, mới cắt bữa nay con về là đợi con cắt đầu tiên hết á. À chưa. Thế là bên ngày hôm qua là anh Tĩnh là người được cắt hai trái đầu tiên. À. Hôm nay mới tới lượt Phạm Dũng, Phan Diễm. À. Rồi sau khi mình hái xong á, ở nhà còn những trái già nữa thì nó chín. À. Mẹ sẽ biếu bác hai. Ừ. Đây nè, ơ cắt mướp nữa không mướp nữa nè. Không quên bỏ tụng năng sách lắm nữa. Cắt mướp, cắt không đi lát sách đi. Quá trời trái. Ai mà thích ăn đậu bắp thì ở đây là đậu bắp siêu to khổng lồ luôn. Một trái là no luôn các bạn. Sao đậu bắp ở đây mình cứ đặt trái nó đã quá mẹ ha. Cái này dưa gang này chưa có trái, mẹ mới trồng được sao nè. Đây này. Trời ơi, cái này mà chấm chao ha. Tốt ha. Nấu canh chua. Mà các bạn biết sao, cái đậu bắp này là phải tranh thủ nha. Ví dụ như những trái mà nó hơi non non á là mình sẽ hái. Chứ còn nếu mà để mà quá một hai hôm á là như trái này là già rồi nè anh Dũng này. Ồ. Già là để làm hộp á. Sao mình nhìn nó còn non mà ta? Nó hộp ở bên trong đấy. Cảm giác là non nhưng mà thực ra là đã già rồi. Ờ đây này, như tầm này là ngon này. Đó. Đây. Khi mà nó đã lên cái gân rồi là rất dễ bị già ha. Nó bị sơ á. Là mình ăn với lại thịt bò nướng rồi xong rồi chấm với chao ha. Nằm heo, nằm dê. Luộc rồi chấm với đầy nước tương. Mẹ mới trồng. Dạ. Cái tớp bên đây mẹ mới trồng, nó mới ra bông rồi. Qua mình thấy có mấy trái bí đỏ các bạn. Nhiều lắm. Đợt này là bông bí nhiều nè mẹ này. Cái đèo quá trời luôn, trái luôn này giống. Ô nè. Trước đây là bạn Diễm cũng ít ăn canh bí các bạn. Nhưng mà nhà mình hay nấu nên là ăn bây giờ cũng quen quen, cũng thích rồi. Đây nè, mẹ nói cho nghe. Bí này bữa hẩm có trái bí bự to khổng lồ của con đem về nè. Ớ là đó. Cái giống này hả mẹ? Cái giống này nè là mẹ mới trồng nè, cái này mới trồng nè. À. Cho nó lên nè. Đó. Là cái đó là cái trái bí bự á. Trái bự ngoài gì đem về Lan Sơn hay gì á. Hay đâu con đem về nè. Đây là dây bí ở Y Tý đó các bạn. Ừ, ở đâu. Là mẹ. Thế là sắp tới ở đây sẽ có bí khổng lồ. Ừ. Đây là mẹ trồng đây lên nè. Còn bí này là bí dạ. Của miền Tây. Nhóc có trơn luôn trái kìa. Ở đây này có một trái này bạn Dũng này.
chưa nha, trước khi hái trái đó bên đây không? Đây mình có một trái này nè, trái này hôm qua mình đã me rồi. Đẹp đấy. Đây tặng anh Dũng này. Chà, cái này làm bình rượu được đấy. Đây, mẹ cầm hộ con. Úi, ở đây có trái này nhưng mà chắc kiểu nó còn non mẹ ha. Cái này cũng dài đó, cũng cắt được, ăn được rồi đó, cắt luôn đi. Tại vì các bạn biết sao không? Trong các loại rau củ thì mình thấy là trái bí á, là mình có thể để được rất là lâu mà nó không bị hư, ăn lại tốt nữa. Đây mẹ, ăn bí là giúp thông minh, trí não. Ô, cha đang đi thăm ruộng kìa. Đây mẹ. Trời ơi kìa, con quá trời luôn kìa. Ở đâu mẹ? Kìa đó, sau lưng con đó đó. Đây nè nè. Con thấy mấy trái đó còn xanh xanh, chắc để mấy hôm nữa cho nó bự lên. Con lên lên. Cũng được. Nhiều lắm, tại chưa hái ra chứ rồi. Nhiều lắm. Nhưng mà các bạn thấy không? Đi nào mình trồng sẵn đi hái thôi mà hái con tí cũng mệt ấy. Trời đất ơi, ta tưới ta đồ không mệt, đi hái mà mệt. Đó. Đi mang lấy cái này ra nữa, cái mình đi con kia mẹ. Rồi cái khúc vườn đằng đây mẹ mới trồng, chưa có trái, không có đậu bắp. Quá trời đậu bắp luôn á. Mà vừa gan là các bạn thấy vậy đó, nhưng mà mình hái là cũng được vài trái thôi. Chứ mình vẫn chừa lại ấy, để kiểu là cho nó sẽ già thêm. Mình hái sớm mình sợ nó không ngon ấy. Đó, quên cái mướp khổ qua kìa. Giờ mình mang chiến lợi phẩm vào trong nhà đi. Vậy lật nốt mình đựng luôn đi. Đây, phụ ta. Cái rổ rồi hả? Cái rổ đắng, lúc đắng là có mấy trái dưa bự. Đựng hai trái dưa gan là cái rổ đầy luôn rồi các bạn ơi. Đi nó quên hay có đem cái. Này dưa gan là mẹ mới trồng. Là bữa tới đám cưới là có trái. Cái dưa gan là nó cũng nhanh có trái mẹ hả? Ừ, nhanh, nó ra đậu rồi. Nè nè, thấy mẹ bỏ mướp không nè. Đây là còn hai trái mướp nữa nè. À, đây nè. Hôm qua đi gãy mướp luôn rồi, thấy không? Ồ, đầy cái rổ luôn rồi. Chắc là mẹ với bạn Diễm là phải khiêng vào. Cái này mẹ trồng bầu nữa nè, bầu mẹ thả ngay dưới đất luôn nè. Cái bầu này thì cái lá đó mình có thể hấp nó xịt dịch ngon lắm các bạn. Đây, con kiêng kìa. Cái này là một thử thách lớn đấy. Đây. Đây. Đây các bạn thì các bạn đoán là với cái rổ này thì sẽ được bao nhiêu tiền? Nếu mà mẹ bán thì mẹ thấy được bao nhiêu tiền? Cái rổ này mẹ bán chắc được cỡ 150.000 ạ. 150.000. Wow. Bị mười mấy ngàn ký lần mà. Nghe là cũng có vẻ là nhiều rồi đấy, nhưng mà thời gian để ra trồng được cái số nông sản này chắc là phải vài tháng mẹ nhỉ? Chắc mẹ cầm những con trái dưa gan to đi. Dài tháng lắm các bạn. Đấy, vài tháng chỉ để có được 150.000. Thật ơi. Ơi Phật. Ui. Mẹ cầm hai trái dưa gan đi, cái gỗ này con cầm. Trời ơi. Hai. Đây. Con gái của mẹ giỏi quá, đưa cho hai mẹ cầm hai trái dưa gan nặng nhất. Cái gỗ này nó hơi nặng hơn đấy. Cái nhưng mà các bạn thấy cái dưa gan vàng ống đẹp chưa? Không hề bị nứt nẻ luôn nha. Hai trái này rất là đẹp luôn nè. Hai trái này dưa là dưa này sẽ là không có thuốc luôn. Con sẽ mang lên Sài Gòn để cúng ông bà rồi. Và bố. Mang vô mẹ ơi. Đi, rồi. Mình đi vào đi. Mẹ cầm hộ con nha. Hơi nặng ấy. Ui, vừa xong cái mát luôn. À, mát này là nãy giờ có động lực để hái thêm mà. Ở đây chắc là còn khoảng vài chục trái nữa mẹ nhỉ. À, ui, có trái bí già nữa kìa. Đây. Cắt cắt đi mẹ ơi. Hai trái luôn. Ở Sài Gòn là mình thường xuyên mua bí đỏ các bạn ạ. Ngoài kia còn một trái là vàng luôn này kìa. Đây này anh Dũng này. Cái này nhỏ nhưng mà có vỏ này. Cái xanh đó mẹ. Cái này thì kiểu xào là ngon đấy. Nhưng mà đây này anh Dũng này. Để mình vừa mới thấy rồi. Đây trái nào. Cái nó có giòn lắm mà. Trái ngoài bờ nước kìa, ngay sau lưng bọn Diễm kìa. Trái nó già rồi đó. Vàng luôn rồi. Ủa, ôi, trái này là dẻo lắm này. Bạn Diễm mà đang để ý xem còn trái nào sót không.
nặng lắm rồi. Bí ơi, bí rụng bị bà. Bà để bà nấu rồi bà ăn cơm. Đi, đi vô mẹ ơi. Mướp này, bí này, dưa gang này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà để xem là hôm nay mình sẽ được thưởng thức cái món gì trước khi lên Sài Gòn nha các bạn. Bà Diễm là nặng tay chưa? Rất xỉu à. Cái bí này nhìn vậy nhưng mà nặng lắm nha. Vẫn nặng chứ. Lúa này nửa tháng nữa là trổ đồng chưa mẹ? Chưa con ơi, này tới mùng 2 này mới có 1 tháng mà còn lâu. Mệt quá. Mỏi tay quá bạn. Mẹ kêu mỏi tay rồi. Bây giờ mình sẽ rửa sạch. Bây giờ là mệt lắm luôn các bạn. Nhưng mà ngon quá. Cần phải coi trái dưa này mấy ký. Có 3 ký rưỡi thôi. Mấy ký anh Dục? 3 ký rưỡi. Tôi tưởng nó phải bự hơn chứ ta. Cũng không nặng như là mình nghĩ, mình cứ nghĩ là 4-5 ký cơ. Bao nhiêu cầm lên tay rất là nặng luôn nha. Hay là tại vì nhìn nó bự quá nên là mình bị nghĩ rất là nặng. Bao nhiêu vậy? Cái này 2 ký xe, 2 ký rưỡi. Chứng tỏ là dưa gang này nó không có nặng ký như cái vẻ bề ngoài của nó. Đây thử cái trái tròn là bao nhiêu? Trái tròn này có hơn 1 ký thôi. Chưa được 1 ký 2. Thứ mốt vừa giáp. Giờ đem đi bán. Cái bí này 5.000 cô Diễm bán không? Cho luôn. Cho luôn. Đây, mấy cái này thì họ mình sẽ đem ra mình cho mẹ thì trái này đi bán á, 5.000 có được không mày? Được chứ. Nó đúng giá là bao nhiêu mày? 15.000 ký. 15.000 một ký. Đây xem nào. 15.000 trái này nửa ký, thế là 7.000 rưỡi. Ôi, nhìn trái bí như này mà 5 lạng các bạn chứ. Nhưng mà đi ra chợ là cũng 7.500 rồi đó nha các bạn. Thế thì trái lớn nhất được bao nhiêu tiền? Để coi thử cái trái này đi. Đây, trái này to này. Trái này gần được 15.000, chắc khoảng 14.000. 14.000 một ký. Đó. Bao lâu thì mới được trái bí như này mày? 2 tháng không mày? 2 tháng được 14.000. Trái này là 1 ký này, 15.000 này. Trái này là tròn 15.000. À. Bây giờ ước chừng nha. Này bao nhiêu rồi mẹ? 7 gram. 7 gram là bao nhiêu tiền ta? Chung là 7, nó rơi vào tầm khoảng 9.000 đấy. Trái này được 1 ký không anh Dũng? Trái này được gần 1 ký. Đây còn một trái này là trái nhỏ hơn nè. Nhưng mà lại già nhất. Trái này được 6 lạng. Đấy, nãy giờ con rồi đó mẹ tính tiền đi, hồi con gửi tiền lại cho mẹ. Nhỏ vậy mà nặng hơn. 8 gram. 8 lạng. Bây giờ mới đầu bán mướp nha. Đây là để mình tính tiền cho mẹ. Đúng rồi. Bán mẹ bán mướp. Mẹ mang sổ để cộng tiền đi. Ít thật rồi. Đây là tiền mướp của mẹ trồng nha. Đây bao nhiêu tiền mướp bao nhiêu ký mẹ? 10.000 ký hả? 10.000 một ký. Thế là cái số mướp này được 10.000. Trời ơi. Thêm trái nữa nè. À. Cô Diễm là yêu cầu thêm một trái nữa cho đủ 10.000. Hôm qua bao nhiêu một ký mẹ? Hôm qua 15.000. Qua 15.000. Rau sạch mà giá rất là rẻ luôn các bạn. Thực ra thì ở các vùng quê trên khắp đất nước mình rất là nhiều rau sạch luôn, nhưng mà đa phần bà con là trồng nhỏ trong vườn nhà, bán trong xóm thôi chứ không thể bán số lượng lớn được. Cô ơi, cô bán đậu bắp với khổ qua chung giá nha cô. Chung giá luôn. Dạ chung giá. Nhưng mà thường đậu bắp là bao nhiêu tiền mẹ? Cũng đậu bắp 11.000 ký bỏ muối. Đậu bắp 11.000 một ký. Bây giờ tính bằng giá cho mẹ luôn, chung với lại khổ qua là 15.000. Đọc bí luôn. Rồi, tính không mang nhiều tiền nhưng mà vẫn còn dư đó bạn ạ. Cái này được 5 lạng. Thế là 7.500. 7.500 bao nhiêu đây nha các bạn?
Cái này là đủ rau để ăn cả ngày rồi đấy, cho một người đến hai người. Cải xanh này bây giờ bao nhiêu ký nè? 10 ngàn ký. Đây, cải này là cải ngon luôn nha các bạn. Để coi cải được 1 ký không? Này có. Có mấy gram à? 3 lạng. Có 3 gram. Thực ra mình nói là mua là nói vui thôi các bạn, nhưng mà để các bạn thấy rằng á, cái công sức mà bỏ ra ấy, mà mình thu hoạch thế này thực ra nó không có gọi là bỏ bể gì cả. Ở chỗ này làm gì được 100 ngàn đâu. Nãy giờ nãy mẹ tính lố trong người. Dạ thôi. Cái này giá bỏ mối, còn mẹ đi bán lẻ. Cái này là giá sỉ, mẹ là đang tính này, tính còn, giá còn, sỉ. Còn mẹ đi bỏ mối riêng nữa mà. Đi bán lẻ. Bán lẻ là sẽ giá là sẽ cao hơn, tại vì còn tiền xăng cộ nữa các bạn, ý mẹ là thế. Thôi bây giờ con chốt là mua hết. Bây giờ mình sẽ cùng xuống ăn sáng nha các bạn. Rồi, ăn sáng đi. Con mực này là nguyên liệu cho món ăn bí mật ngày hôm nay nha các bạn. Ban đầu là Diễm định nấu cháo hải sản là giống như cháo mực hồi bữa mà mình đi ngoài biển Bình Thuận đó các bạn. Nhưng mà sau khi mà nói tới nấu cháo thì cả nhà lại thèm lòng, nên là đã quyết định là hôm nay sẽ là món cháo lòng hải sản, gọi là cháo lòng mực. Cái đầu nó đã dùng ha. Lần trước ăn tô cháo mực ở Tuy Phong Bình Thuận các bạn, mình và Diệp rất là ấn tượng, nên là quyết định đợt này về sẽ nấu một nồi cháo cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhưng mà nếu mà nói để ăn lẩu nha, thì thật sự là Diệp rất là thích cái cọng rau của con mực to này luôn, rất là ngon các bạn. Này mình cứ thái nó vừa ăn thôi bạn Diệp, cho nó giòn. Sáng nay là nhà đã hầm xương này, rồi luộc lòng để nấu cháo rồi. Bây giờ cháo đã chín rồi, mình chỉ cần thái mực xào sơ bạn Diễm ạ. Xào sơ, cái là mình đây. Cắt lòng. Ồ, con mực mình đã ha. Ngon ha. Đây là mực tươi cấp đông của Phan Diễm nha các bạn. Phan Diễm cũng cẩn thận là lột bỏ cái da ngoài rồi. Rồi mình nấu cháo ấy, để cho nó trắng cho nó đẹp. Bạn nào mà có thời gian thì tỉa bông tỉa hoa nữa thì cái lát mực nó sẽ đẹp hơn. Mà sáng nay là mình ăn vội lên Sài Gòn nên là không có thời gian để tỉa các bạn. Đông lạnh luôn. Cái mực này thì xào này hay là nướng hay là thậm chí như hôm nay nấu cháo thì cũng ngon rồi. Thịt nó dày anh Dũng ha. Thái này cũng là vừa để xào đấy, nhưng mà bỏ cháo mình sợ hơi to. Ôi không anh Dũng ạ, nó là vừa đấy, nhỏ quá là ăn nó không đã. Để xem là hôm nay nồi cháo mực phiên bản nhà làm nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình tin chắc nó sẽ rất là ngon, tại vì cháo được hầm với rất là nhiều xương thịt rồi. Cho lòng nữa ha. Nhìn như là cùi dừa ha. To này nấu là đại gia đình ăn luôn. Một con mực này nếu như một gia đình là có thể là xào hết một bữa là hơi nhiều đấy. Có thể chia thành hai bữa. Hai bữa nhiều ạ, không là nhiều lắm. To mà. Một con này là mình làm được rất nhiều món luôn á. Các bạn có thể xào nè, nướng nè, nấu lẩu nè, nấu cháo nè. Tính ra so với rất là nhiều nước trên thế giới thì Việt Nam mình có cái nguồn hải sản rất là ngon anh Dũng ha.
quá chất lượng các bạn, gần như là các loại hải sản ngon mà nổi tiếng thì ở Việt Nam đều có hết, và chất lượng là cũng vô cùng tốt luôn. Trong đó có tôm hùm này, hay là cua hoàng đế này, các loại cá, đặc biệt là mực như bạn Diễm đang bán nữa. Nhưng mà cái mực này nó rất dễ bị hư hỏng các bạn, nên là phải bảo quản thật tốt. Nên là nếu mà thường đi nước ngoài á, bên Diễm là mọi người hay lấy cái loại mực một nắng hoặc là mực dẻo ấy, là rất là giòn và ngọt thịt. Nhưng mà cái nhược điểm là lại không nấu được những món nước như cái loại tươi này. Cái này hôm đám cưới là các cô thái mực này chắc là cũng thích đấy. Cái miếng mực đã long lanh luôn ấy, trong như là thạch rau câu ấy, nhưng mà mực thật nhé bạn, không phải là mực thạch đâu. Này mình, một là mình xào lên rồi mình bỏ vào cháo, hai là mình bỏ thắng mực tươi vào luôn. Ừ. Bạn Diễm chọn phương án nào? Mình sẽ ướp với lại cái hành phi mà mình cháy sơ qua nhỉ bạn, cháy vừa tới thôi là mình cho vào cháo luôn. Hai quá dĩa luôn. Là nhiều luôn á. Mình sẽ gom một dĩa coi hết không. Nhìn cái dĩa mực quá chất lượng các bạn. Không chưa hết nha. Con này quá to. Đây là nồi cháo mực các bạn ạ. Nhưng mà mới nhìn qua là mình thấy như là cháo giò heo. Tại vì hồi sáng là hầm với rất nhiều xương rồi thịt giò heo rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ mực vào. Mình sẽ xào cái mực nha. Cẩn thận nha. Ở trên dĩa mực đã có hành phi sẵn rồi nên là mình cũng không cần ướp gì nhiều đâu. Giờ xào không giờ chấm nó có mặn cũng được anh Dũng ha. Các bạn thấy yên tâm điều là mực bên nhà Dũng là không bị teo, không ra nước gì đâu nha. Cắt con mực ra mình xào mà cái chảo không có một chút nước nào thì thực sự là không phải là dễ dàng để mình có được một con mực như này đâu. Mình nói ra điều này để các bạn cảm thấy yên tâm là một, và thứ hai nữa là biết được cái tâm huyết của bạn Diễm và của Phạm Dũng dành cho khán giả kênh Phạm Dũng khi mà bán các cái mặt hàng ở cửa hàng hải sản Phan Diễm các bạn ạ. Uy tín và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Đôi khi nó vẫn có sai sót nhưng mà khi các bạn phản ánh là bạn Diễm sẽ khắc phục ngay các bạn ơi. Ví dụ như trong 100 con mực thì chắc chắn là sẽ có 1-2 con nó không được hoàn hảo. Thơm ha. Chơi rồi, bây giờ mình sẽ cho qua nồi cháo luôn. Thơm quá. Mình cho qua nồi cháo. Ôi. Cẩn thận nóng nha bạn nhé. À, thơm quá. Không biết là nấu cháo mực như này có đúng không bạn Diễm à? Các cô chú mà đã hay nấu cháo mực thì có thể là cho Phan Diễm biết là nấu như thế này thì có gọi là ok không? Còn nếu như không ok thì nấu như thế nào là hoàn hảo nhất thì cho Phan Diễm xin công thức với nha. Đó. Chắc là bây giờ mình sẽ cho lên bàn để múc vào tô đi. Đố các bạn đây là cái gì? Đây là tủy nha các bạn. Mà anh Hai Diễm sáng nay đi mua lòng nha, rồi mua giò heo, rồi mua cả tủy nữa, rồi huyết. Đấy, rất là chuyên nghiệp luôn. Nấu cháo mực mà mình thấy là nguyên liệu là heo là tới 80% rồi. Đây, mình anh Hai thích nên là mình sẽ cho vào luôn các bạn. Này đã luộc chín rồi. Giờ sẽ là cho gốc hành vô nha. Giờ tới hành lá. Cái mùi mà mình ngửi thấy thơm mạnh nhất
đó là mùi của cái phần xương giò heo ấy. Ừ. Cái da heo các bạn khi mà hầm lên này, cái mùi thơm của da rất là thơm. À. Trời ơi, mình còn một hộp gạch nhôm mới xá sùng mà mình không dám cho vô ấy, tại vì thấy quá là bổ rồi. Đó, ở trong này không phải là 2-3 con mực mà là một con mực. Trời ơi, cháo kìa. Ngon, chắc phải múc ngay vô chà một tô thôi. Bây giờ mình sẽ cắt cái lòng ra đã. À, vẫn còn lòng à? Đây, lòng đây. Đây là có một phèo cái chùm phèo này. Đây là phèo. Chắc là lần sau mình phải nấu một nồi cháo mực hải sản nó đúng theo cái tiêu chí của nó hơn bạn Diễm à. Mình sẽ không dùng lòng hay là giò heo nữa. Mình chỉ cháy gạch nhum này, rồi xá sùng này, và đặc biệt là mực, để mình nấu một nồi cháo hải sản xem là chất lượng của nó như thế nào. Chứ hôm nay là heo hơi nhiều. Để hôm mà anh em mà về quê á anh Dũng, mình sẽ chuẩn bị cái hôm đám cưới á. Ừ. Chắc là mình sẽ làm một nồi cháo như vậy để mọi người ăn tẩm bổ, vừa nhẹ bụng mà lại nhậu được nhiều. Đấy, heo ngon nhiều quá. Anh Dũng có thử miếng heo không? Nhìn ngon nè. Ngon nè. Đây, để anh Dũng thử miếng này nha. Mình xin nha. Có bột bột nè. Mời các bạn nha. Vô. Vô. Mời cả nhà nha. Hơi đắng đắng à. Hơi đắng à. Cái này bạn Diễm gọi là cái gì đây? À, chẳng dừng. Chẳng dừng. Đúng rồi. Ở Sài Gòn là nhiều tiệm có chẳng dừng nướng lắm nha. Thịt này vừa dai vừa ngọt. Và nhiều anh mà ăn tiết canh ấy, thì dùng cái thịt chẳng dừng băm nhân tiết canh thì tuyệt vời luôn. Mình thấy ưu điểm của cái thịt này là nó dai vừa phải, ngọt, nhưng mà nó sẽ không bị khô nha các bạn. Nó nằm gần gần chỗ cuốn họng như thế này. Cái phần mỡ mỡ này mình sẽ bỏ ra. Chính xác là ngày hôm nay là nồi cháo lòng mực không ạ? Nhưng mà Phan Diễm là thấy cái miếng thịt nó không ngon như các cô bán cháo lòng ha. Có thể là không đẹp mắt bằng nhưng mà sẽ ngon bằng đấy. Mà bạn Diễm có nhớ là hôm nay về quê được mấy ngày rồi không? Hình như là 3 ngày đúng không chứ? 3 ngày rồi. Đây là một trong những lần mà ít mà mình ở lâu anh Dũng ha. Từ mình giờ 2 ngày thôi. Mà vì hôm qua là rước đàn cá về đây các bạn. Về trễ quá. Xong rồi anh Tỉnh ở chơi nữa. Nên là anh em mình là ở lại thêm. Cho vào đây. Tim. Hôm nay là anh Hai đi chợ mua nguyên liệu rất là ngon chuẩn luôn, ngon luôn, nên là khi mà nấu này nó không bị mùi hôi. Cái nồi cháo á nhiều đồ lòng nhưng mà nó thơm. Hôm nay là vì anh Hai thấy là mình nấu cháo mực đấy anh Dũng, chứ mọi hôm là anh Hai cũng mua tiết về đánh nữa, đánh như nấu cháo miền Bắc ấy. Đây là phải gọi là nồi cháo lòng mực. Quá trời luôn á. Mẹ ăn cháo mực bao giờ chưa mẹ? Chưa. Đấy, bình thường mẹ ăn mực xào thôi, hôm nay để mẹ thử cháo. Chưa có dùng cháo. Cháo lòng mực mới là lạ đấy. Mà con nghĩ là cái mực này giòn lắm á mẹ. Giòn. Bình thường mình xào đã giòn rồi, hôm nay bỏ vào cháo nó còn săn hơn nữa. Giòn, mực này ngon, đem về cái có mấy nhà khách nhậu đó cũng khen. Lâu lâu đi ngang hỏi đây, là ông còn mực không? Đây. Đây nè. Nóng quá. Nóng tay. Này là cũng nấu từ cái cháo này là nấu từ gạo á, mà kiểu nấu cho nó bung ra chứ không có gan nha các bạn. Cái nồi cháo này hôm nay là sau khi mình lên Sài Gòn là ở nhà ăn tối được luôn, không cần phải nấu cơm tối nữa. Nhiều quá. Đây, trà sáng nay là ăn
ăn cháo giò, cháo kiểu có má heo á, là đã nấu cha với lại là mọi người dùng rồi đấy. Múc vào cái tô to này là nó dễ hơn này các bạn này. Mình đổi cái tô này múc cho mọi người ăn cho thoải mái. Tô hồi nãy hơi bé. Mình thấy cái đặc trưng của nồi cháo các bạn, mà mình nếu mà mình hầm giò heo ấy, hoặc là hầm xương nha, là cái nước nó rất là ngọt luôn. Đấy, mực này thơm ha. Đây, của anh Dũng nha. Đây là của Phan Diễm nha. Ở bên dưới là còn nhiều mực nữa bạn nhé. Đây này. Đây. Chưa? Ở trên nhà là đang khiêng ghế để sơn sửa lại đó các bạn, để cho nó mới. Đây, ăn cháo nhà Diễm thì sẽ có một cái cách, đó là cắt cái ớt ra, bỏ vô nước mắm, với lại là sẽ nặn tắt thay vì nặn chanh. Vào đây. Tắc bonsai luôn nha các bạn. Cái này là cây tắc ở phía hiên nhà của Phan Diễm luôn á. Các bạn coi nè. Đó, mình tận dụng là mấy cái cây kiểng mà hồi đợt Tết trưng xong ấy, nhà mình trồng là bây giờ nó vẫn ra rất là nhiều trái luôn nè. Đợt này mùa mưa nên là cái tắc nó nhiều trái hơn bình thường các bạn. Mình sẽ không có phải hái từng trái như trước đây, như những mùa khác. Mà nó sum xuê nên mình cứ bẻ ra, sau nó sẽ ra nhánh. Thơm ghê á. Mình sẽ nặn một tí vào cái chỗ nước mắm này nè, cho nó chua chua. Còn cái cháo á, thì trước khi mà nặn nha, là Diễm sẽ nêm thử xem là cái độ ngọt của cái tô cháo ở đây nó như thế nào. Cái này thì cái độ ngọt là không phải bàn cãi nữa rồi. Nhưng mà nếu mà so với lại cháo lòng bắc á, thì đánh thêm một tí huyết nữa là hoàn hảo luôn. Mà nấu cháo hải sản thì mình sẽ không đánh tiết được nha các bạn. Bạn Diễm thử cái mực xem là nó có giống như là mình ăn ở Tuy Phong không? Cái này là cái rau mực nha các bạn. Đấy, chấm nước mắm mặn. Trời ơi, giòn sừng sực luôn á. Đợt này mình, cái hôm mình về các bạn thì thời tiết mưa mát mẻ, nhưng mà hôm nay bắt đầu nắng nóng lại rồi, thì cũng là lúc mình phải lên Sài Gòn các bạn ơi. Nên là sau cái chén cháo này là mình và Diễm sẽ tiếp tục quay trở lại với Sài Gòn để chuẩn bị cho tiệc cưới nữa. Hôm nay là mình còn chưa có lịch chụp hình cưới ở Sài Gòn nữa cơ. Mình lên trên đó thì mới tập trung để sắp xếp được các bạn. Nhưng mà bạn Diễm thấy cái nồi cháo này có anh hai nấu 50% ban đầu, bạn Diễm nấu 50% lúc sau, thì cái nào sự kết hợp nó có hài hòa không? Thật ra là cái nồi cháo này là Diễm không có nêm nếm gì luôn hết các bạn. Nói chung là mình để là như bình thường, mình chỉ cần xào mực là mình cho vào thôi. Nhưng mà anh hai nêm nó khá là kỹ rồi. Nhưng mà mình mới xác nhận một điều là giò heo với lại xương hầm ấy, xong rồi cho hải sản vô là không có bị gọi là lệch tông nha các bạn, mà vẫn rất là hài hòa. Mình thích cái mực nấu cháo này ở cái chỗ là nó giòn, nó ngọt ấy, mà nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều cái gia vị trong cái món ăn. Nên là mình cảm nhận rất là rõ, nó giống như là mực hấp ấy. Rồi. Mình nghĩ là anh Dũng nên nêm thử một miếng cháo đi. Chắc là mình sẽ thử miếng mực đầu tiên các bạn. Đây. Giòn quá. Mời các bạn nha, nó hơi nóng á. Này cháo phải vừa ăn vừa thổi. Y như miếng củi dừa ha. To ha. Mời các bạn nha. Rồi. Đã đúng không? Mình cảm nhận được cái độ ngọt, độ béo của cháo rất là mạnh. Nhưng mà cái miếng mực á, nó giòn. Giòn mà giòn sực sực luôn ấy. Nó vẫn giữ được cái độ ngọt, độ giòn riêng của mực các bạn. Nên là khi mà mình bỏ vào như này này,
nó săn lại và mình bỏ vào nấu khá là nhanh. Cái phần ngọt, phần béo của cháo nó không thấm vào bên trong cái miếng mực. Mình ăn mình vẫn cảm nhận rõ được hương vị nguyên bản của con mực tươi luôn. Với lại hồi nãy mình xào á, thì cũng không có nêm nếm gì hết nha các bạn. Nhưng mà ngoài cái mực ra á, là bên này á, là còn rất là nhiều lòng. Ở đây là cuốn họng này, chẳng dừng, tim. Đó. Đây, làm một miếng thịt chẳng dừng đi. Cái thịt này thì ngọt lắm các bạn ạ. Ăn cháo lòng ở đây tự nhiên nhớ cô Phương. Cô Phương ngoài chợ Mỹ Phước Tây các bạn. Là cổ bán cháo lòng là cũng kiểu kiểu giống này nè. Nhân tiện đang nói về chợ Mỹ Phước Tây thì bữa giờ mình cũng đang khá là băn khoăn và lo đó các bạn. Đó là mình nghe mẹ vợ mình nói là đi ra chợ Mỹ Phước Tây thì nghe các cô ngoài đó nói có một đoàn 5-10 người gì đó mặc áo xanh và có ghi là Phạm Dũng Phan Diễm và đi ngoài chợ để quay clip. Thì mình phải đính chính ở đây là nhóm người đó hoàn toàn không có liên quan gì tới team Phạm Dũng như các bạn. Đúng mình rồi. Cũng chưa gặp mặt nên cũng không biết họ là ai và có mục đích gì khi mà mặc áo của Phạm Dũng Phan Diễm và đi quay ở ngoài chợ và cũng nói là Phạm Dũng Phan Diễm luôn các bạn ạ. Không biết là các cô chú ở ngoài chợ Mỹ Phước Tây thì bữa giờ có gặp lại nhóm người đó nữa hay không thì mình cũng không biết họ là ai. Chỉ sợ là lừa đảo thôi các bạn ơi. Mà thôi nói chung là bữa giờ mình nói về cái chuyện lừa nhiều quá rồi cho nên là mình cũng không nói. Nhưng ngày hôm qua là Diễm vừa mới lại nhận được một sự cầu cứu, đó là bị lừa 15 triệu vì tin rằng anh Hải là cho vay tín chấp, người ta photoshop cái hình căn cước này kia. Và đó là khán giả ở kênh Phạm Dũng, mình cũng có nói là đừng có tin nữa, tại vì người ta còn kêu chuyển thêm 25 triệu nữa thì mới hoàn thành cái phần vay, thì người ta mới giải ngân tiền. Diễm đã nói là không được ấy đâu, là lừa rồi. Nên bây giờ lừa đảo tinh vi lắm các bạn ạ. Cũng mong là mọi người tỉnh táo khi mà xem mạng xã hội các bạn này. Mình đi ăn cháo lòng á các bạn, thì cái phèo á thì Diễm thấy là có chỗ thì nó sẽ không đắng, có chỗ thì đắng. Nhưng mà ví dụ như lòng hôm nay là anh Hai mua này, là nó sẽ hơi đắng nhẹ thôi. Nhưng mà khi mà cứ càng nhai là kiểu nó càng béo nha. Bè bè trong này quá trời luôn này. Vừa lòng vừa mực thì độ ngon nó tăng gấp đôi các bạn ạ. Nên là chắc lần sau mình sẽ nấu một nồi cháo mực riêng như hồi nãy mình nói. Để xem là thực sự là cái tay nghề của bạn Diễm nấu cháo mực nó như thế nào. Xem có chuẩn không hôm nay là anh Hai đã góp 50% sức lực rồi. Đây các bạn coi đây là phèo này. Nhưng mà phèo này thì cảm giác là Phan Diễm là cắt hơi to đấy. Chấm nước mắm mặn nha. Cái này là chỗ xương này, hình như là xương má, xương đầu vậy các bạn. Nhưng mà cái thịt của nó sẽ rất là ngọt nha. Này mình đoán là xương đầu heo. Ôi xương đầu á, ở chỗ này chắc là ở lỗ tai nè. Hơi nóng đấy. Không biết là với, mà mình nghĩ là chắc là cái sở thích chung luôn á. Mình thấy là các nơi mà bán cháo lòng ấy thì thường rất là thích sử dụng cái phần xương đầu, xương má heo ha. Tại vì á, mình cảm giác là cái thịt của những cái phần này ăn rất là ngon nha. Anh Hai hầm bung là gỡ được luôn nè. Mẹ vợ mình là đang đi sửa soạn để gói bí rồi à, dưa gang này chút nữa mình đem lên Sài Gòn này đấy. Mà đợt này mình đi là ở nhà cha mẹ sẽ còn rất là nhiều việc ha. Không biết là cha mẹ có làm xuể hay không, nhưng mà mình hy vọng là mình và Diễm sẽ sắp xếp thời gian để phụ trong mấy ngày gần đám cưới ấy, phông bạt rồi bàn ghế món ăn. Với lại là các bạn biết sao, bây giờ trời nắng là ngày hôm nay cũng sẽ tranh thủ để giặt mấy cái chiếu ấy với lại mấy cái đệm. Tại mấy hôm nay là mưa, không có giặt được. Hôm qua thì mình cũng có bàn với mẹ vợ rồi. Nhà mình sẽ có một cái sự thay đổi lớn nữa, đó là cái bồn nước. Bồn nước hiện tại là có 1.000 lít thôi. Nếu mà 3-4 người tắm là vừa. Hiện tại ở nhà bạn Diễm là nước tắm là phải qua một hệ thống lọc. Tại vì cái nước mà họ cung cấp cho mình nó chưa
đủ cái độ sạch để mình dùng ăn hay là tắm như mà mình mong muốn nha các bạn. Mình muốn nó sạch hơn nên là anh Hai đã lắp một cái hệ thống lọc. Chính vì vậy mà nó chậm hơn bình thường, nó phải qua lọc rồi mới vào bồn. Thì khi mà đám cưới nhiều bạn bè của mình về đây á, mà tắm có khi là phải 20-30 người á, chắc chắn là không đủ. Nên là mình sẽ mua những cái bồn lớn hơn này, và có thể là thêm một hệ thống lọc nữa. Các bạn biết sao, nếu mà không lọc á là cái nước nó kiểu cứ ngà ngà. Mà cái tình trạng này là Diễm thấy đã mười mấy năm nay rồi á, nhưng mà khu vực này là vẫn không xử lý được luôn các bạn ơi. Phản ánh cũng rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là có thể là do cái vị trí xa hay là đường nước về nó lâu quá rồi nó bị cặn hay sao không hiểu. Nên là nhà mình là từ khi xong hết là phải đã đầu tư hệ thống mà cho lọc ấy thì mới sử dụng được. Nhưng mà lọc thế mà sợ, chỉ sợ tắm mà máy lọc nó kiểu cầu cứu là bởi là nó lọc không kịp. Ngay cái hôm tối hôm thứ hai mình ở đây là đã bị mất nước và không có nước tắm, mà đang tắm rửa và mất nước à. Ngay lúc đó là mình nghĩ ra là phải thay đổi ngay để mọi người về đây dự đám cưới là không bị thiếu nước tắm. Rồi thứ hai nữa là cũng phải chuẩn bị chăn chiếu mùng mền. Mặc dù là mọi người ở đây có hai tối thôi nhưng mà khá là đông anh em bạn bè từ ngoài Bắc vào nữa. Mình cũng muốn là mọi người thoải mái nhất có thể. Nên là mẹ vợ mình hay là cha cũng phải chuẩn bị khá là kỹ trong những ngày tới đấy. Mà lần này là sợ nhất là các bạn biết không? Chỉ sợ là tới hôm đám cưới mà mùa hông vẫn còn ấy. Là cái đó là cái nỗi mà ám ảnh nhất luôn á. Tối qua thì mình có hỏi mà bác Hai và cha, thì bác Hai nói là tới đám cưới thì lúa nó đã cao lên rồi. Thì con bồ hông nó sẽ giảm đi ít nhất là 50%. Nên là cũng đỡ, không hết sạch nha. Các bạn biết là lúa nhà Diễm là nếu mà tới đám cưới là chỉ rơi vào tầm khoảng có 1.5 tháng thôi, là nó cái độ cao của nó kiểu cũng vừa vừa thôi. Sự là với cái thời tiết đó, buổi sáng này á khá là sớm nhưng mà nắng nóng á, là ăn cháo rồi cũng như xông hơi á, tát mọi hộp luôn á, khỏe người. Đây, chấm mực đi. Mà lần đầu nấu cháo mực như này là cũng tạm thành công rồi. Hôm sau là sẽ là gạch nhum này, xá sùng này và cái mực này. Thì hôm nay là Diễm vẫn dùng cái mực lá câu loại to nha các bạn. Ăn giòn như là đang nhai cùi dừa ha. Hình như là cha đi tiếp ở kia bạn ơi. Đi thăm đồng á. Một ngày là cha Diễm có thể đi ruộng mấy lần đó bạn. Đi đai với lại đặc biệt nữa là cho bây giờ có cá à, là thích ra vườn cho cá ăn lắm. Thời điểm bây giờ thì cực nhất chắc là mẹ Diễm á. Mẹ phải lo được quán xuyến rồi sắp xếp công việc. Trời ơi, mình làm rồi cũng gần hết một tô cháo luôn á. Cái miếng này to hơn bạn Diễm này. Nhưng mà bạn coi, các bạn coi cái mực nó căng lên này. Đó. Này chấm với lại nước mắm mặn nha. Này có nước mắm gừng cũng ngon. Càng nhai cảm giác là càng đã răng á. Hết xương. Bạn Diễm là phải ăn hết tô cháo này mới được lên Sài Gòn nha. Ăn cháo là nhanh đói lắm. Thật ra là Diễm là đang ăn hạn chế lại. Nhưng mà mấy ngày về quê là toàn đồ ăn ngon rồi các bạn, là cứ thải ra luôn. Chỗ này là cái sụn hả? Nóng à. Nhiều khi mình ăn những cái phần xương, phần sụn ở trong cái tô cháo, các bạn để ý nha. Nó sẽ có cái cháo nóng hoặc cái nước nóng ở giữa các cái miếng xương, miếng thịt đó. Dễ bị bỏng lắm. Mặc dù là xung quanh nó nguội hết rồi. Nhưng mà ăn xong tô cháo này á, lên Sài Gòn là cảm thấy hài lòng rồi các bạn. Tô cháo của anh Dũng hồi ăn là êm nhất á. Tại vì cái nó nguội đúng không? Mình là cũng đang nóng lòng chờ bạn Diễm review xong là mình sẽ thưởng thức cái tô cháo của mình. Nhưng mà chắc là phải múc thêm mực quá. Hồi nãy là mình cũng múc mấy tô lên cho mọi người ăn nên là đây. Còn rất nhiều cơm dừa trong này. Cơm dừa trong hoặc kép đó là cái mực đó các bạn. Đây. Vừa nói là được cho thêm luôn. Đấy.
ra là các bạn thấy như một cái nồi cháo này là trưa nay là mọi người có thể dùng tiếp nè. Cái phần tủy này còn rất là nhiều luôn nè. Rồi giò heo nữa. Đây, móng nè, xương nè. Hy vọng là nồi cháo này sẽ làm cho khán giả kênh Phạm Dũng cảm thấy thèm và biết đâu đó là mua mực của Phan Diễm về để nấu thử xem là cháo mực nó như thế nào. Cái nồi cháo này thì cũng là nồi đầu tiên mà bà Diễm thử sức sau khi ăn được một tô cháo mực rất là ngon ở Tuy Phong Bình Thuận, nơi mà bà Diễm đi lấy tổ yến ấy. Thì hy vọng là khán giả kênh Phạm Dũng sẽ có một clip thú vị để xem giải trí trong những ngày mình về quê bạn Diễm à. Đúng rồi, thì lần này Diễm về quê để Diễm chuẩn bị thì cũng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi và rất là thích nhà Diễm thì Diễm cảm ơn. Nhưng mà tới cái hôm về thì chắc là phải tầm gần 2 tuần nữa thì Diễm mới về nữa, là về là để tổ chức đám cưới luôn. Thì hy vọng rằng cái hành trình từ đây tới đám cưới của Phan Diễm thì các bạn cùng chờ đợi nha, cùng xem là tiệc cưới sẽ diễn ra như thế nào nha. Từ giờ tới lúc đó là còn khá là nhiều việc nên là mình cũng không chắc là sẽ ra được clip đều bạn Diễm à, nhưng mà sẽ cố gắng. Thì các bạn cứ chờ đón xem những clip tiếp theo của team Phạm Dũng nha. Còn clip ngày hôm nay thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình nha. Chào cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.